Hello, chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Tali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của anh Bằng và Mạc Phong Linh. Bài hát mang tựa đề là Hận Tình. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Nếu mà em chết anh có buồn không? Sao anh không đến khi em còn sống? Em đi an thân giữa chiều lòng đông, có vui có người ta đông, mà em một bóng chẳng mơ. Nỡ mà em chết anh khóc nhiều không? Sao không âu yếm khi em còn sống? Cho em không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông, tình em yêu đến ngập nắng. Khi một người đêm ngóng chờ ngày thương nhớ, khi một người cuối đời hoa trong xót xa. Em đi giữa sương đêm, một mình buồn nát con tim, ôm mối hận cho mối tình của đời. Nỡ mà em chết anh hứa gì không? Em xin bia đá thêm tên người sống. Em xin ngôi mộ đắp về tình nồng, nhưng khi gió đùa đêm đông, hồn em không quá lạnh lùng. Nỡ mà em chết anh khóc nhiều không? Sao không âu yếm khi em còn sống? Cho em không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông, tình em yêu đến ngập ngừng. Khi một người đêm ngóng chờ ngày thương nhớ, khi một người cuối đời hoa trong xót xa. Em đi giữa sương đêm, một mình buồn nát con tim, ôm mối hận cho mối tình của đời em. Nỡ mà em chết anh hứa gì không? Em xin bia đá thêm
tên người xa. Em xin ngôi mộ đắm về tình nồng, những khi gió lùa đêm đông, hồn em không quá lạnh đâu. Em xin ngôi mộ đắm về tình nồng, những khi gió lùa đêm đông, hồn em không quá lạnh đâu. Bạn đã lắng nghe Tám hát. Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thương. Xin chào tạm biệt. Bye bye.